thiếu vốn, cơn ác mộng của mọi doanh nghiệp. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, vốn quyết định 50% sự thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có tới 35% doanh nghiệp cho rằng khó khăn lớn nhất của họ là tiếp cận nguồn vốn. Startup đã khó, sống sót và mở rộng, phát triển để trở thành doanh nghiệp giá trị cao còn khó hơn gấp nhiều lần. Thiếu vốn chính là bài toán mà mọi chủ doanh nghiệp đều phải đi tìm lời giải. Thiếu vốn khiến cho doanh nghiệp không thể mở rộng quy mô. Thiếu vốn khiến lãnh đạo không thể nhân bản mô hình kinh doanh hiệu quả. Doanh thu tăng đến một mức nhất định rồi chỉ có thể đi ngang, lợi nhuận thì lại liên tục giảm sút. Vốn vay ngân hàng dẫn tới đứt gãy dòng tiền, lao đao nợ xấu, thậm chí doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Lãnh đạo không biết huy động vốn từ đâu. M&A và IPO chỉ là giấc mơ trong tưởng tượng. Doanh nghiệp đã qua giai đoạn đầu đời nhưng nuôi mãi vẫn không thể lớn. Thực tế không theo kịp tầm nhìn, cơ hội mua bán, sáp nhập và phát hành cổ phiếu mất ngay trong tầm tay. Doanh nghiệp loay hoay trong ma trận huy động vốn, khó khăn chồng chất khó khăn. Hoạt động kinh doanh đi vào ngõ cụt, đi tìm lời giải cho bài toán thiếu vốn cùng chuyên gia gọi vốn thành công hàng chục triệu đô la Mỹ. Chuyên gia Đặng Hà Lâm, CEO của GapNow, chủ tịch Lotus Capital Holdings, chuyên gia cấp cao về tài chính và nguồn vốn cho Panasonic, Mizuho, Standard Chartered Bank. Khóa học tinh hoa thực chiến, công thức huy động vốn, M&A và IPO, tăng trưởng thần tốc, bùng nổ giá trị doanh nghiệp. Từ gã khổng lồ Amazon, thế giới di động FPT, độc quyền tại Alpha Leader, giúp các nhà lãnh đạo và chủ doanh nghiệp hiểu rõ về việc gọi vốn, hiểu rõ ý nghĩa IPO, hiểu rõ việc phát hành cổ phiếu và tạo ra giá trị và thanh khoản cho cổ phiếu. Biết cách thiết lập mô hình kinh doanh hiệu quả, gọi được vốn và quản trị nguồn vốn trong doanh nghiệp, đáp ứng tăng trưởng bền vững. Kiến thức thực chiến, công thức áp dụng được ngay cho doanh nghiệp, giảng viên hướng dẫn, tư vấn ngay trong khóa học. Hẹn gặp lại các bạn tại Học viện Doanh nhân Alpha Leader. Học viện Doanh nhân Alpha Leader, quản trị thực chiến cho lãnh đạo.